Xin chào các em. Hôm nay y 123 cùng các em tìm hiểu về bài tập quang hình phần mắt cận và mắt viễn. Mời các em cùng theo dõi nhé. Bài tập của chúng ta như sau. Có hai bạn mắt đều bị cận là bạn Hòa và bạn Bình. Thì mắt bạn Hòa có điểm cực viễn cách mắt là 40 cm. Mắt bạn Bình có điểm cực viễn cách mắt là 60 cm. Có 3 câu hỏi đặt ra đây. Một là ai là người cận nặng hơn? Câu hỏi thứ hai, để khắc phục tật cận thị thì phải đeo loại kính gì? Loại kính gì? Câu hỏi thứ ba, kính của ai có tiêu cự ngắn hơn? Kính của ai có tiêu cự ngắn hơn? Trước khi trả lời câu hỏi ai là người cận nặng hơn, chúng ta tìm hiểu một số câu hỏi khác nhé. Một, điểm cực viễn là gì? Các em suy nghĩ điểm cực viễn là gì? Ôn lại kiến thức đã. Điểm cực viễn là gì? Thì các em lưu ý điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ vật không cần điều tiết. Nhớ nha, điểm xa nhất mắt có thể nhìn rõ vật nhưng không cần điều tiết. Đấy. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi tiếp theo. Thế mắt cận là mắt như thế nào? Và biểu hiện ra làm sao? Mắt cận là mắt như thế nào? Biểu hiện sao? Thì bây giờ chúng ta phải ôn lại hôm trước này. Mắt cận là mắt mà thủy tinh thể phồng lên một cách quá mức. Thủy tinh thể đây. Thủy tinh thể bên trong đây phồng lên một cách quá mức không xẹp lại được, dẫn đến cái gì? Kéo điểm cực viễn lại gần. Kéo điểm cực viễn lại gần mắt. Đấy, cái thứ nhất. Thứ hai, chỉ nhìn những vật ở gần mà không nhìn được những vật ở xa. Đấy, có hai cái biểu hiện. Biểu hiện thứ nhất là kéo điểm cực viễn lại gần mắt. Biểu hiện thứ hai là chỉ nhìn được những vật ở gần mà không nhìn được những vật ở xa. Đấy. Vậy từ đây suy ra ai là người cận nặng hơn? Thì chúng ta thấy là gì? Vì mắt cận là kéo điểm cực viễn lại gần, chính vì vậy mà điểm cực viễn càng gần mắt, điểm cực viễn càng gần mắt thì người đó bị cận nặng hơn. Như vậy chúng ta quan sát ở đây. Mắt điểm cực viễn cách mắt của bạn Hòa có 40 cm. Còn điểm cực viễn cách mắt của bạn Bình 60 cm. Vậy thì bạn Hòa nặng cận thị nặng hơn này. Đấy. Bạn Hòa cận thị nặng hơn. Chúng ta tiếp tục các ý tiếp theo. Là khắc phục tật cận thị là gì? Khắc phục tật cận thị là gì? Các em suy nghĩ xem nào. Bây giờ các em phải lưu ý nhé. Cận thị có nghĩa là gì? Là ta nhìn được những vật ở gần. Biểu hiện này là nhìn được những vật ở gần mà không nhìn được những vật ở xa. Chính vậy muốn khắc phục tật cận thị thì ta phải giúp cho cái mắt cận đó nhìn được những vật ở xa. Làm sao để làm để cho nhìn vật ở xa? Đây là chính vì vậy mà cái kính cận là thấu kính hội tụ hay phân kỳ? Thì câu trả lời là kính cận là thấu kính phân kỳ thì mới nhìn được những vật ở xa. Nhìn được những vật ở xa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề tiếp theo. Đây. Đeo cho bạn mỗi bạn một kính cận này. Khi đeo kính cận rồi thì bây giờ chúng ta tìm hiểu vấn đề tiếp theo là kính của ai có tiêu cự ngắn hơn? Kính của ai có tiêu cự ngắn hơn? Thì để trả lời câu hỏi này chúng ta tìm hiểu một số vấn đề, ôn lại một số vấn đề này. Kính cận thích hợp nhất là kính cận có tiêu điểm như thế nào? Bây giờ cái kính thích cận thích hợp nhất là kính có
là kính cận có tiêu điểm như thế nào. Thì là tiết trước cho học là gì? Là kính có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn, như vậy ép trùng ở đây cực viễn này, ép trùng được cực viễn, ép trùng được cực viễn này, từ đó ta rút ra đây ép trùng được cực viễn này. Vậy thì từ đó ta rút ra cái gì? Rút ra đó là kính của bạn Hòa và kính của bạn Bình có tiêu cự là bao nhiêu. Đây, kính của bạn Hòa vì tiêu điểm trùng với điểm cực viễn, kính của bạn Hòa có tiêu cự là 40 cm, còn kính của bạn Bình có tiêu cự là 60 cm. Từ cái kết quả này chúng ta trả lời câu hỏi là gì? Vậy kính của ai có tiêu cự ngắn hơn? Thì ta thấy là kính của bạn Hòa có tiêu cự ngắn hơn. Đấy, kính của bạn Hòa có tiêu cự ngắn hơn 40 cm thôi, còn kính của bạn Bình có tiêu cự là 60 cm. Vì tiêu điểm trùng với điểm cực viễn, các em lưu ý đây là cái điều quan trọng nhất. Còn đây là bài học kinh nghiệm thì giới thiệu các em này. Thì thực tế ở lớp 9 thì các em chưa được học công thức này, nhưng lên lớp 10 thì các em được học hai công thức này. Nhưng các em cũng có thể nhớ để giải quyết một số bài tập trắc nghiệm ra như vậy. Đó là gì? Mối quan hệ giữa tiêu điểm tiêu cự và khoảng cách từ vật đến quang tâm, cũng như khoảng cách từ ảnh đến quang tâm. F là tiêu cự, D là khoảng cách từ vật đến quang tâm, D phẩy là khoảng cách từ ảnh đến quang tâm. Thì 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Về độ lớn này là h là chiều cao của vật, h phải là chiều cao của ảnh, d là khoảng cách từ vật đến quang tâm, d phải là khoảng cách từ ảnh đến quang tâm. Vậy ta có công thức là h trên h phải bằng d trên d phải. Y 1 2 3 muốn các em nhớ công thức này để làm gì? Để giải quyết một số bài tập trắc nghiệm của lớp 9. Còn công thức này thì lên cấp 3 các em sẽ đọc chi tiết chứng minh hẳn công thức này luôn. Như vậy Y123 cùng các em tìm hiểu về bài tập quang hình phần mắt cận và mắt viễn. Một lần nữa Y123 xin chào và hẹn gặp lại các em nha.